20 giờ tối ngày hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2024. Thì trong cái khuôn khổ là Olympic 2024 thuộc khuôn khổ là bảng B thì chúng ta sẽ được chứng kiến một cặp đấu vô cùng hấp dẫn khi có sự góp mặt của Argentina. Nơi mà đội bóng này cũng vừa mới đăng quang chức vô địch Copa America mùa giải 2024. Copa America thì cũng mới chỉ khép lại có ít ngày thôi và U23 Argentina sẽ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục cái đấu trường là Olympic 2024 của mình. Ở cái trận khai màn của cái bảng B giải đấu này thì Argentina sẽ chạm trán với cả Maroc. Xét về tình hình tương quan lực lượng của cả đôi bên thì rõ ràng Argentina được đánh giá cao hơn so với cả Maroc rất là nhiều. Và Argentina cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của cái Olympic 2024. Ở thời điểm hiện tại theo như cập nhật của chúng tôi thì kèo nhà cái họ đang để cái mức chấp dành cho Argentina ở cái mức 3/4. Liệu rằng với cái mức kèo như thế này thì Alvarez cùng với những đồng đội của mình có đánh bại được U23 Maroc, qua đó sẽ mang về một cái niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ cũng như là giới đầu tư như anh em chúng ta khi mà đầu tư vào Argentina ở trận cầu này được hay không. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công tác chuẩn bị của hai đội bóng cũng như là cái thành tích của đôi bên trong quá khứ, xem gần đây họ có cái thành tích tốt như thế nào để anh em hướng đến những cái mã kèo chơi chất lượng các bạn nhé. Ở thời điểm khi mà tôi làm video thì lúc này đây cũng là lúc 2 giờ chiều rồi anh em ạ. Cũng chỉ còn có 6 tiếng nữa thì trận đấu này sẽ được diễn ra. Và ở cái giải Olympic thì FIFA họ sẽ không cập nhật cái đội hình dự kiến của cả đôi bên các bạn ạ. Và nhìn vào cái bảng B này thì chúng ta có thể thấy được gồm có sự góp mặt của Argentina, Iraq, Maroc cùng với đó là Ukraine. Với trận cầu đầu tiên khi mà hai đội bóng sẽ chào sân thì chúng ta cũng biết rồi, tương quan của cả đôi bên thì đều là mạnh nhất. Còn trên đây là cái phong độ của cả hai đội bóng trong 10 trận đấu gần nhất tính ở trong cái năm 2024 cũng như là 2023 các bạn nhé. Ở cái năm 2024 thì U23 Argentina cũng đã có rất nhiều những cái cuộc tham đấu với những đối thủ ở những cái đấu trường khác nhau. Tại cái đấu trường là vòng loại Olympic thì chúng ta có thể thấy được Brazil cũng đã chạm trán với rất nhiều những đối thủ mạnh như là Peru này. Ở trận cầu này thì Argentina cũng đã đánh bại Peru với kết quả là 2-0. Ở trận thứ hai, Argentina chạm trán với cả Chile các bạn ạ. Một đội bóng cũng khá là khó chịu thì Argentina cũng đã thể hiện sức mạnh của mình khi đánh bại Chile với kết quả lên đến tận là 5-0. Ở lượt trận thứ ba, Argentina chạm trán với Uruguay thì Argentina cũng đã hòa với Uruguay với kết quả là 3-3. Ở trận đấu thứ tư, họ chạm trán với cả Venezuela thì ở trận cầu này hai đội cũng đã hòa với nhau với kết quả là 2-2. Tuy nhiên thì nhìn vào cái thành tích đôi bên thi đấu ở cái trận cầu này thì cả hai bên đều nhận về cho mình những cái chiếc thẻ rất là đáng tiếc. Bên phía Venezuela thì nhận về cho mình một chiếc thẻ đỏ. Còn bên phía Argentina thì cũng đã nhận về cho mình lên tận đến 2 chiếc thẻ đỏ. Qua đó thì Argentina cũng đã bị Venezuela cầm hòa trận cầu này cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ở trận cầu thứ 3, Argentina chạm trán với cả Paraguay thì đôi bên cũng đã hòa với nhau với kết quả là 3-3. Gần đây nhất đó là 5 trận đấu thuộc khuôn khổ là giải đấu giao hữu các bạn ạ. Thì Argentina cũng đã có 4 trận đấu, trong đó thì có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. 2 chiến thắng của Argentina đó là chiến thắng trước Mexico với kết quả là 4-2. Và họ đánh bại Paraguay với kết quả là 2-0. Họ cũng đã nhận về cho mình 2 trận thua trước là Mexico với kết quả là 0-3. Và họ thua trước Guinea với kết quả là 0-1 các bạn nhé. Đó là cái thành tích phong độ của U23 Argentina trong 10 trận đấu gần nhất ở cái năm 2024 này. Trong khi đó nhìn sang bên phía đối diện thì chúng ta có thể thấy được thành tích bên phía đội tuyển U23 Maroc. Trong 10 trận đấu của U23 Maroc tính từ tháng 7 năm 2023 trở lại đây thì chúng ta cũng có thể thấy được Maroc họ cũng đang có một cái phong độ cũng khá là ổn định. Khi 10 trận đấu gần nhất họ cũng đã nhận về cho mình lên tới là 5 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận về cho mình là 3 thất bại các bạn nhé. Nhìn vào những cái trận đấu gần đây của U23 Maroc thì chúng ta có thể thấy được U23 Maroc họ cũng đang thi đấu cũng khá là sắc. Khi mà mới vừa rồi họ chạm trán với U21 Bỉ, một đội bóng cũng có rất nhiều những nhân tố rất là sắc trên hàng công.
Thế nhưng Maroc họ cũng đã cầm hòa được U21 Bỉ với kết quả là hai đều như thế này, thì cũng cho thấy được là Maroc cũng đang có một cái năng lực tại cái đấu trường năm nay thuộc cái cấp độ là U23. Ở một cái trận cầu mang tính chất là khai màn cho giải đấu này thì rõ ràng là đôi bên họ cũng đã có được những cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng rồi, phải không ạ? Bên phía U23 Argentina ở mùa giải năm nay thì họ cũng mang đến cái đấu trường này rất nhiều những cầu thủ rất là xuất sắc, ví dụ như là cầu thủ mang áo số 9 đang chơi trong màu áo của Manchester City, đó chính là Alvarez. Cùng với đó, một số những cái siêu sao khác mới nổi lên tại Argentina thì cũng đang thi đấu cực kỳ là hiệu quả các bạn ạ. Còn bên phía Maroc thì họ cũng đang sở hữu một số những cầu thủ chơi tại châu Âu. Tuy nhiên, để mà xét về khách quan ở mọi góc độ thì Maroc không thể nào mà đem lên cân đo cùng với Argentina được. Tính ở mọi cấp độ luôn các bạn ạ, không phải là cấp độ U23. Và ở mọi cấp độ khác thì Argentina họ đều chiếm thế thượng phong trước Maroc các bạn nhé. Trong khi đó, xét về cái cấp độ thành tích đối đầu của cả đôi bên trong quá khứ thì ở cái cấp độ là lứa tuổi U23, hai đội bóng này cũng chưa từng chạm trán với nhau một lần nào. Theo như tìm hiểu của chúng tôi thì U23 Argentina thi đấu tại cái đấu trường Olympic ở những cái mùa giải trước đây thì Argentina họ đều có một cái thiên hướng chơi chắc chắn. Họ chú trọng vào cái thành quả chứ họ không chú trọng vào cái mặt tỷ số anh em ạ. Trong khi đó thì Maroc cũng là một cái đội bóng chơi thiên hướng về phòng ngự phản công. Ở mọi cấp độ thì Maroc họ đều chơi như vậy. Chính vì vậy mà trận cầu tới đây chúng tôi cũng không hướng đến, đây sẽ là một trận khai màn có tính chất là kịch tính và có nhiều bàn thắng được tạo lên các bạn nhé. Rồi xét về tương quan lực lượng của cả đôi bên cũng như là cái thành tích mới đây của cả hai đội bóng thì chúng tôi đánh giá nhiều cho một chiến thắng dành cho Argentina. Chính vì vậy mà cái mã kèo đó là Argentina chấp 1/2 bóng cả trận cũng là một cái mã kèo rất là sáng để anh em đầu tư được. Với cái mã kèo chấp 0.5 như thế này thì anh em chờ vào trận các bạn nhé, chờ vào trận 10 đến 15 phút khi đôi bên họ đang tìm hiểu cách chơi của nhau, họ đang chơi chặt chẽ thì vẫn chưa có bàn thắng đâu. Vì vậy thì anh em canh cái kèo đó là chấp 0.5 với cái điểm ăn lên cao thì lúc đó chúng ta hãy vào tiền các bạn nhé. Còn anh em nào mà chơi trước, anh em chơi qua thầu qua cò thì các bạn có thể đi cho tôn ở cái mã kèo đó là Argentina chấp 3/4 bóng cả trận cũng là một cái mã kèo sáng. Tuy nhiên, nếu như Argentina đánh bại Maroc với cách biệt là một bàn thì chúng ta cũng chỉ ăn được có lửa tiền mà thôi. Chính vì vậy thì tôn khuyên anh em là chúng ta chờ cái mã kèo 0.5 ăn cao thì chúng ta cũng vào tiền. Còn với cái mã kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại, thị trường kèo châu Á họ đang để ở hai mức đó là 2.25 cùng với đó là 2.5. Thì tôn cũng đã chia sẻ với anh em rồi, Argentina thì họ chơi có cái thiên hướng được kiểm soát bóng nhiều và họ cũng không có cái kiểu cách là chơi đè bẹp đối phương, họ cũng chỉ quan tâm đến cái mặt đó là điểm số mà thôi, chứ còn bàn thắng thì họ không mấy chú trọng. Trong khi đó thì Maroc họ thiên hướng nhiều chơi phản ngự phản công, vì vậy mà cái mã kèo đó là xỉu trận 2.5 với điểm ăn đang là 0.93 như thế này cũng là một cái mã kèo sáng để các bạn đầu tư mang về thành quả cho mình. Ok, với cái mã kèo chính ở trận cầu giữa U23 Argentina với cả U23 Maroc thì tôn cũng đã tham vấn kèo chơi xong cho anh em. Ở trận cầu này thì tôn sẽ hướng cho anh em tiếp đến ba vị tỷ số, đó là vị tỷ số là 2-0, 2-1 hoặc là 1-1 dành cho cả đôi bên. Ba vị tỷ số này là ba vị tỷ số theo như tính toán của chúng tôi nó có xác suất xảy ra cao nhất. Chính vì vậy, anh em nào mà có vốn ít, anh em muốn đầu tư vào những cái mã kèo có lợi điểm ăn cao như là vị tỷ số thì các bạn có thể đầu tư cho tôn vào ba cái vị tỷ số này, là ba cái vị tỷ số mà chúng tôi cũng đã tính toán rất là kỹ lưỡng, nó có cái xác suất xảy ra cao nhất trong trận cầu này các bạn nhé. Rồi, như vậy là video thì tôn cũng đã làm xong, kèo thì tôn cũng đã chia sẻ với anh em, những cái điều cần nói thì tôn cũng đã nói hết rồi. Trước khi rời khỏi màn hình ở cái video này thì tôn vẫn hy vọng là anh em chúng ta hãy bớt ra cho tôn một vài giây đồng hồ, hãy dành tặng cho chúng tôi những cái lượt like cũng như là những cái lượt đăng ký kênh. Một cái hành động nhỏ của các bạn thôi cũng là một cái động lực rất là lớn để anh em chúng tôi tâm huyết với những cái video nhận định cũng như là những cái buổi live stream trực tiếp về những trận cầu tâm điểm trong ngày, để cung cấp cho anh em những cái thông tin thực tế và soi cho anh em với những cái mã kèo chơi chất lượng để anh em chúng ta đầu tư mang về cho mình những cái nguồn lợi nhuận các bạn nhé. Tuy nhiên thì tôn vẫn phải nhắc nhở với toàn thể anh em là ở thời điểm hiện tại khi mà chúng tôi làm video thì vẫn chưa có được đội hình ra sân của cả đôi bên. Chính vì vậy anh em nào mà xác định chơi lớn chơi mạnh ở trận cầu này thì
thì các bạn chờ có được cái đội hình ra sân chính thức của đôi bên rồi thì lúc đó chúng ta hãy vào vào tiền các bạn nhé. Còn anh em khi có được mọi cái thông tin tốt nhất rồi mà vẫn còn mông lung, vẫn còn lăn tăn về những cái mã kèo nhà cái thì hãy chủ động kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348196760 để anh em nhận được những cái tham vấn tốt nhất đến từ những chuyên gia của chúng tôi. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin khép lại cái video này ở đây. Kính chúc cho toàn thể quý anh chị em chúng ta sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, gặp nhiều may mắn và sẽ thắng lợi trong tất cả những trận đấu mà các bạn quan tâm trong ngày hôm nay cũng như là buổi rạng sáng ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.